Mực nhện có nơi gọi là bạch tuộc, mực chùm, mực dù, mực điệu, thường xuất hiện gần bờ vào những mùa biển động. Loài mực nhện thường sinh sống ở vùng đáy sâu hoặc vùng dạn đá của biển và có tập tính vào sát bờ để kiếm ăn ban đêm. Mùa săn mực nhện nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch hàng năm. Các tháng còn lại trong năm thì vẫn săn được mực nhện, nhưng số lượng không nhiều bởi những mùa này biển động mạnh. Dụng cụ săn mực nhện được dệt bằng các loại lưới có mắt nhỏ, gần bằng đầu đũa, được răng cắm hình phễu ở vùng nước biển có độ sâu khoảng 1,2 mét. Ngoài việc đánh lưới, nhiều vùng biển còn có cách bắt mực nhện bằng cách thả câu hay đặt lồng bẫy. Thành quả sau một đêm đánh lưới hoặc thả câu, mỗi người có thể thu từ 7 đến 10 kg mực nhện. Với giá dao động hiện nay từ 100 đến 150.000 đồng một kg, người dân sẽ có thu nhập trên dưới 1 triệu đồng mỗi ngày. Mực nhện rất dễ sơ chế, chỉ cần lộn ngược phần bụng, lấy mật rửa sạch cát là có thể chế biến được nhiều món ăn như mực nhện hấp, nướng, xào xả ớt.